Chấm với sốt mayonnaise xem cái vị nó ra làm sao. Rồi, bây giờ bạn Ruby tiếp tục mở cái bánh mochi ra xem ạ. Đau tay đi. Rồi, đúng rồi, bỏ xuống. Sao con? Ở trong nó có chocolate và nó có cây y chang là bánh kem gì đó. Con ăn vào cái vị nó làm sao? Y chang một cái bánh hương chocolate. Ngon không? Ngon lắm. Bánh này Ruby mua ở đâu vậy? Con mua ở tiệm gà, gà rán bắp bung. Tại nó vừa có bắp bung nữa mà. Quá trời sô cô la luôn. Cho cái này cho con chó nó ăn.
Cái đùi gà ở thị ra mà coi vô nè luôn các bạn.